Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game nuôi thú khủng long. Ok, và hôm nay là có cái sự kiện mới đây các bạn. Hôm nay nó cho mình một cái sự kiện mới đây. Chúng ta sẽ đi tiêu diệt, chiến đấu để có được cái con nai hay gì đó các bạn. Ok, tốn 500 luôn. Hốt luôn nào anh em. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận những video mới nhất mỗi ngày nha. Xem hôm nay mình phải chiến đấu với cái con Ok, trận đầu là chúng ta nhịn nó, chúng ta không đánh nó các bạn ơi. Để dành, chúng ta để dành. Nó đổi qua cái con khác rồi. Nó đổi qua cái con Lutosaurus rồi. Ok, con này máu 5.700 luôn. Máu 5.700, sức chiến đấu của mình chỉ có 1.300 thôi. Quýnh sao nổi đây. Mình không có cái con nào kỳ thể với cái con này hết. Ok, và nếu như mà mình đập nó thì có lẽ là nó sẽ không chết được các bạn ơi. Nên chúng ta gọi là để một cái thủ và một cái nhận liền. Nó cũng để thủ nữa kìa. Nó để thủ chứ nó không có quýnh mình các bạn ơi. Và lần này là cũng nhịn luôn à. Nó nhịn mình luôn các bạn ơi. Cái vụ này hơi căng đây. Ok, mình shoot nó luôn. Nhân 5 lần mà. Đi bụi nè cậu bé. Thử à. Ok. Cậu bé rất là xinh đẹp đã bị đi bụi rồi. Và tiếp theo là cái con cá ba sừng các bạn. Chúng ta sẽ hốt con cá ba sừng. Ồ, cá ba sừng nó chạy vô rồi. Nó để con Tylosaurus ra rồi. Cái con béo ngậy này luôn. Oh my god. Đam lên 8.000 luôn, kinh vậy. Cậu bé này kỳ hệ với mình các bạn ơi. Để nhân 2 luôn và ok, chúng ta sẽ để 3 tấn công 1 thủ đi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Đi bụi, cậu này là đi bụi chắc rồi. Và để 1 thủ xem cái con cá kia nó xuống nó hốt mình không. Xem nào, tập trung căng thẳng anh em ơi. Ok, cậu ấy đẩy 4 luôn. Rồi, đi bụi chắc rồi. Thảm quá, thảm quá. Mình lo xa là nó để thủ, mà không ngờ nó không thủ các bạn ơi. Ok, và cái con Tylosaurus này nó kỳ hệ với cái con kia cho nên chúng ta rất là mạnh. Tấn công. Wow, một màn kết thúc quá ngoạn mục các bạn ơi. Ok, victory, rất đẹp. Ok, trận đầu tiên là thắng rất là khí thế luôn. Và mọi người xem video đừng quên cho mình một like ủng hộ nha. Rồi nào, trận đầu tiên là ok rồi đó các bạn. Để xem quýnh thêm một trận nữa thì phải. Đây, mình sẽ trận này mình sẽ đổi hệ đây các bạn ơi. Một con rùa đi. Ok, 500 tiền các bạn. Nó gọi là nó cho mình sau khi quýnh một trận rồi nó cho mình ra quảng cáo với nghỉ ngơi chút xíu. Ok, vài giây. Và các bạn xem video đừng quên like cho mình nha. Và tốn vài giây để chia sẻ video ủng hộ mình với. Gọi là các bạn đang cảm ơn cái người đã làm video cho các bạn xem. Bằng cách các bạn chia sẻ video là các bạn đang ủng hộ cho mình đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi hốt tiếp đây. Ok, mình sẽ giác cái con rùa lần này, mình sẽ giác cái con rùa ra các bạn. Xem trận này mình sẽ chiến đấu với cái con gì đây. Ok, con cá dưới biển này hình như là ba con này sao nó yếu như vậy ta. Lúc nãy ba con kia nó mạnh dữ lắm mà. Nó yếu nhưng mà không phải yếu rồi các bạn ơi. Sức chiến đấu, cái máu của nó đam ghê quá, cái máu nó lên tới 5.700 luôn. Ok, giá con này ra chịu đòn. Nó đổi luôn. Trời ơi, mấy bạn này sao thay đổi vậy ta. Giá con rùa ra lại. Dám ăn hiếp mình hả? Thấy mình hiền lành dễ thương định hốt mình hả? Ok, con này là quýnh một cái nó không có chết được các bạn ơi, nên chúng ta phải để dành thôi. Nó nhân 3 luôn.
chú này 1, 2, 3, 6 ngàn rồi. Ok, chúng ta quýnh 3 và chúng ta thủ 1 các bạn ơi. Tấn công nào chú rùa đáng yêu. Wow, quá đẹp. Và cái chú cá xinh đẹp bên kia đã nằm xả lai rồi. Tiếp theo là Mosasaurus. Và cái chú này nhớ quýnh mình chắc đi bụi rồi. Ok, nhưng 5 luôn mà. Sức đam quá lớn. Sức chiến đấu chỉ có 800 thôi mà nhờ giờ sức đam cho nên bạn nó giết mình gọi là đẹp luôn. Và bây giờ mình đẩy nổi không ta? Ok, đẩy không nổi cũng phải đẩy thôi. Ồ, level mấy con đó cao quá các bạn ơi. Nhân 4 coi đi, không chết rồi. Thảm rồi các bạn ơi. Level mấy con này cao quá, 100 mấy luôn. 150 mấy luôn. Trời ơi, con Hanosaurus của mình không có kỵ con này, lúc nãy mình dắt con này ra là được rồi. Thiệt là một sai lầm quá đáng tiếc. Và chúng ta phải để hai thủ để bảo toàn sinh mạng thôi các bạn ơi. Không biết cái con kia sức chiến đấu của nó ghê quá. Nó nhân 6 mà mình thủ 2 rồi, thua chắc rồi. Ô sao cái này nó khó vậy ta? Mình không nghĩ là nó khó khăn vậy luôn á. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu lại thôi các bạn ơi. Công nhận là mấy cái con này nó mạnh kinh khủng luôn. Mình không nghĩ là boss trong máy mà nó mạnh tới mức đó luôn á. Ok, chúng ta sẽ quýnh lại. Xem nào, cái con đầu tiên là cái con này hả ta? Con thể đây, chúng ta sẽ lấy cái con màu tím ra để kỵ lại và hốt nó cũng tài luôn. Ok, như vậy là chiến đấu được rồi. Mình sẽ cố gắng mới được. Mới vô là chúng ta phải đè khí thế của địch bằng cách là hốt địch luôn. Hốt địch cái cho nó bỏ bớt, địch bớt máu lại mới được. Máu địch nhiều quá. Ok, xem nào. Địch nó đang có hai cái mà nó quýnh không? Nó không quýnh các bạn ơi, nó đổi con rồi. Máu mấy con này cực kỳ trâu luôn các bạn. Ây da, quýnh mình một cái các bạn ơi. Ok, và mình sẽ giác cái con rùa ra. Con rồ mình ra và con rồ mình nó vô quánh con này thì quánh được con cái à các bạn ơi. Ok, quánh luôn, quánh cái cũng quánh, nó ức chế lắm rồi. Ức chế thì nó lắm rồi. Món nó còn 3.000, 3.500 các bạn. Rồi xem lấy cái con này ra nó quánh mình không. Quánh mình một cái luôn, nó chơi lầy vậy luôn đó. Không ngờ là nó chơi lầy với mình vậy luôn á các bạn. Ok, và cái con này thì 1, 2, ok, mình đủ sức mình giết nó đây. Hốt tại chỗ luôn. Solo nè bé. Bé muốn chơi hả, là mình chơi khô máu với bé luôn. Ồ, nó tới hai con này luôn các bạn ơi. Sức chiến đấu 1.700. Kinh quá. Rồi, xong đi bụi rồi. Máu nó chỉ còn 3.500 thôi. 3.500 hả? 2.800. Đi bụi không cậu bé? Đi bụi, tấn công nào. Yeah, quá đã. Chúng ta đã gọi là hốt được cái cậu đó rồi. Ok, và trận này là chúng ta có khả năng nhưng mà cái con nước này nó kỵ hệ với cái con này, cá của mình là mình mệt mỏi rồi. Biết lắm mà, nhưng mà máu nó còn 3.500. Máu nó còn 3.500 nhưng mà mình đam đủ là mình có thể win. Cố lên nào, con cá bay sừng. Ây da, trời ơi, nó đỡ tay rồi, chết rồi. Lại một màn căng thẳng nữa rồi các bạn ơi. Oh my god. Nó hốt mình banh xác luôn rồi. Thiệt là một sai lầm. Quá khó. Sao mà khó đến thế nhỉ? Ok, chúng ta phải gọi là làm lại thôi mới được. Cố lên. Không nghĩ là chiến đấu với máy mà nó căng như vậy các bạn. Mình phải cố gắng là vượt qua ba cái con này mới được. À, nó chơi là hai con hệ này hả?
hai con hệ này thì mình sẽ kiếm hai con màu tím. Ok, một con màu tím nữa đâu rồi? Một con màu tím của mình máu yếu quá, làm sao chiến đấu đây? Máu định toàn 5000 mấy không à, con nước đó là sẽ bị ăn hiếp. Một quá là cùng hệ, một là con rùa, hai là con màu tím. Ok, mình chỉ có hai con này thôi sao? Căng quá, vụ này thì mình bị giờ là bị hơi bị căng thẳng luôn các bạn ơi. Không ổn rồi, tình hình này là không ổn rồi. Ok, con này sẽ chiến đấu 2000 nè, để mình thử xem. Ok, sức chiến đấu 2000, để mình thử xem là có thể hốt được không. Thì sức chiến đấu tới 2000 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ hốt thôi ta, đẩy luôn. Trận này là trận gọi là thứ ba mà không thắng nữa là dẹp luôn á, không quýnh như cái này luôn. Ok, nó có hai cái, con nó có hai cái các bạn, nó đổi rồi. Đổi con này có một sự chiến đấu và nó có thể hốt mình. Ok, mình nghĩ hại cho nên mình sẽ không win. Nếu như mà mình hốt con này thì chỉ được một cái thôi. Ok, hốt một cái rồi con này sẽ không chết. Máu nó sẽ còn 3500. Tính toán cẩn thận luôn các bạn ơi, mấy con này nó quýnh ghê quá. Ok, cái con này thì nó không kỵ với mình, và con này mình có thể giết nó được. 1, 2, 3, đi bụi. Ok, xong, một con đã chết, nó chấp nhận cho một con hy sinh các bạn à. Và con này cộng 1 lên là 4, sát thương nhân 3 là nó sẽ giết cái con rùa của mình. Ok, nằm trong tầm tính toán luôn rồi. Và cái con này nó sẽ kỵ hệ với con cá của mình. Con cá của mình sẽ chiến đấu thì lên 2000 rồi. Nếu như mà nhân 2 thì có thể qua. Và chúng ta sẽ để thủ không ta? Ok, chúng ta sẽ để lại hai cái để dành. Mình đoán là trận này mình sẽ qua được các bạn à. Và bây giờ thì cái con Momosaurus nó ra rồi, nó nhân 5 mà nó có thể giết cái con này của mình. Ok, mình cho nó giết luôn. Và mình sẽ còn một cái con gọi là ok, Tyrannosaurus. Bây giờ chúng này sức chiến đấu 2000 rồi, nhân 6 đây. Yeah, mất công. Cuối cùng chúng ta đã vượt qua được rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời. Ok, sau một hồi suy nghĩ động não nhức đầu thì chúng ta cũng đã gọi là vượt qua được cái mốc này rồi. Ủa, làm vượt qua được cái ải này rồi, rất là căng thẳng luôn. Ok, quá tuyệt vời. Giờ mình có thể quánh thêm một trận nữa để gọi là vượt qua luôn cái này, xem nó có làm khó dễ mình không. Và cái trận này là căng đây các bạn. Bakutite, mấy con này level cao quá các bạn ơi. Mấy con này thật sự level quá cao, mình dường như là không đủ sức để chiến đấu luôn á. Ok, mình sẽ cố gắng để làm cái này mới được, cố gắng để qua ba cái ải này, cố gắng hết sức luôn. Ok, xem nào, sự cố gắng của mình không thể nào mà gọi là thành công cốc được. Đây là hai con hệ nước, và con hệ này nó sẽ kỵ với con hệ nước đây. Con hệ nước, con này thì sẽ bị con hệ nước ăn. Ok, con này sẽ bị con hệ nước ăn các bạn, cho nên mình tính là mình sẽ giấu con này ở dưới. Mình có thể chơi luôn hai con hệ nước để không bị kỵ hại với tem bạc. Ok, ê, con hệ nước, đúng rồi, hệ nước sẽ không kỵ hệ nước và lửa ăn mình nước. Ok, sau khi một hồi suy nghĩ tính toán thì mình quyết định là để con Hyrule này đứng trước.
chú rùa xinh đẹp, và chú rùa này sẽ tấn công phát đầu tiên để giảm máu đánh xuống còn 3.000. Ok, đúng như dự tính của mình là địch sẽ gọi là không vinh mình và để hai thủ, và nó ra một cái con gọi là con ba cung ti te. Ok, con này nó hốt mình một phát, một hơi bị thấm, mà mình sẽ không vinh nó, mình sẽ đổi con khác ra để gọi là kỳ hệ với nó. Mình sẽ giảm máu nó xuống một xíu mới được. Ok, chúng ta gọi là phải cố gắng thôi nào. Rồi bây giờ nó giác một cái con khác ra rồi, nó giác con nó trốn rồi. Ây da, mất 2.500 luôn. Ok, mất 2.500 các bạn ơi, và nhân ba con này nó sẽ không có chết. Nhưng mà nó giết lại mình đó thì mình sẽ chết. Nó giết lại mình thì mình sẽ chết, nhưng mà máu của nó sẽ bị giảm một cách thê thảm. Ok, đam chết luôn à, kinh gì. Mình tính là không chết, nhưng mà không ngờ là nó đam thằng nhỏ chết luôn. Tại vì mình tính là nó có 4.000 mấy, máu con nó tới 5.000 mấy rồi. Nhưng mà nhờ đam cho nên nó nằm lên đường luôn rồi các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì máu chú này 4. Ok, tới 4 lần các bạn ơi. Mình đang suy nghĩ là nên hốt không vậy? Hốt và để lại thủ không ta? Nếu như mà mình hốt thì cái con này nó có thể là chết vì 7. Ok, hốt luôn đi. Đi bụi nè con bé. Qua một phút gọi là suy nghĩ của mình là mình quyết định là hốt luôn. Và mình nghĩ cái con này nó sẽ không thể nào giết được cái con cuối của mình. Mình sẽ còn một con nữa. Cố lên nào, chúng ta phải gọi là vượt qua cái này mới được. Ok, chấp nhận cho em hy sinh. Và bây giờ thì tới cái con Tylosaurus. Bây giờ con Tylosaurus là sức chiến đấu. Ok, xem bạn chịu nổi không nào. Nè, bạn mạnh hả bạn? Bạn mạnh hả? Ok, quá tuyệt vời. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận những video mới nhất mỗi ngày nha. Và đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ mình với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Còn mọi người muốn mình làm về cái game gì thì hãy comment bên dưới video, mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người xem. Ok, và mình đã có được một cái thẻ của cái con nai rồi nè. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.